Hello mọi người. Vừa nãy thì Sơn ở dưới con thác đi xuống dưới đó và cũng ghi được rất là nhiều những cái hình ảnh rất là đẹp ở dưới đó. Và đây mọi người xem đây. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào khu vực rừng thiêng. Đấy. Khu vực rừng thiêng ở đi vào cái dãy này thì như các bạn quan sát thấy thì một dọc ở đây thì rất là nhiều những chú chim bồ câu này. Và bên dưới đây thì nó có một cái guồng nước nữa. Nó có một cái guồng nước cũng khá là đẹp. Đấy, đấy, theo như người dân ở đây nói là có cái nguồn nước cũng khá là đẹp. Thì bây giờ Sơn sẽ di chuyển xuống khu vực dưới này nữa, xem ở bên dưới này nó còn có cái nguồn nước nó như thế nào nhá. Người ta còn gọi là cái cọn nước ấy, người Mông người ta gọi là cái cọn nước. Và đây rồi, Sơn đã quan sát thấy nó rồi. Chắc có lẽ phải ra đây để chụp ảnh nữa các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, khu vực rừng thiêng. Đó, bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào đây. Ở bên trong này thì Sơn thấy có 3-4 cái nguồn nước, hay là còn gọi là cái cọn nước. Ở đây thì nó có từ cái nguồn to này, nguồn từ cái to cho đến cái nhỏ, 4 cái. Ôi, trông cũng khá là thú vị đấy, khá là đẹp. Nhưng mà nước ở đây có vẻ hơi đục rồi các bạn ạ. Chắc có lẽ là vì hôm qua, hôm kia gì đó nó có mưa lũ cho nên là nước ở đây nó bị đục một chút. Đây, ở đây người ta có làm cái cây cầu gỗ này để cho du khách đi tham quan ở đây. Và có thể là chụp những bức hình ở đây cũng rất là đẹp. Đấy, như các bạn quan sát thấy đây có một cái cọn nước rất là to này. Rồi, cái này toàn bộ là làm thủ công, sau đó là sẽ... Đây, các bạn nhìn này. Trong quá trình mà nó kiểu quay suốt ngày ấy, thì nó mài mòn cây gỗ trông cũng khá là hay. Đấy, trên này còn cái nữa. Hai cái, không phải là một cái. Hai cái bây giờ di chuyển quay trên này một xíu nữa. Ở bên trên thì là những ruộng lúa. Còn đây là... Những cái này thì kiểu người ta làm để gọi là... trưng bày thôi chứ phải, chứ cũng không có mục đích để guồng nước hay gì lên cả. Trên đây là một cái nhỏ nhất, sẽ ở trên này. Đi lên lốt cái trên này cho các bạn xem luôn. Đó chắc là sẽ ghi thêm một chút hình ảnh từ trên cao xuống nữa cho các bạn xem nữa nhỉ. Đây. Đây. Các bạn xem. Cũng khá là đẹp. Cái này khả năng Sơn sẽ ghi một chút hình ảnh từ trên cao xuống để cho mọi người xem được nó toàn cảnh hơn nhá. Đấy. Khá là hay các bạn ạ. Quay từ phía xa xa lại gần cho các bạn xem này. Sông cũng khá là hay. Trông khá là thú vị các bạn ạ. Đó, ở bên trên kia thì là bản làng. Ở dưới này thì có con suối nhỏ và có những cái nguồn nước. Bây giờ thì nó giữa buổi trưa cho nên là du khách họ cũng không đi đến khu vực này mấy. Chủ yếu là vẫn là khu vực ở dưới thác của bản Cát Cát thôi các bạn ạ. Ở dưới đó thì nó sẽ có được những cái view cảnh nó cũng đẹp. Với hai nữa là dưới đây nó rất là mát. Ở đây thì chỉ có độc 4 cái nguồn nước này thôi. Bây giờ thì Sơn sẽ ghi một cái góc quay nó từ xa xa một chút để cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể quan sát được cái nguồn nước khi chúng ta có một cái góc quay từ trên cao chúng ta nhìn xuống. Trông nó cũng khá là đẹp. Nói chung là cũng tuyệt vời đấy. Ở bên xa xa thì đó là những bản làng. Và ở đây thì như các bạn quan sát thấy thì có mấy cái nguồn nước này. Đó, trông khá là hay các bạn ạ. Nghe những tiếng kêu kẹt 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 của những chiếc nguồn nước này nghe cũng khá là vui tai luôn.
Từ góc quay này thì các bạn có thể quan sát được rất rõ những cái guồng nước đang được quay tròn. Đó, như các bạn nhìn đấy, cũng khá là đẹp đúng không ạ? Từ góc quay từ xa xa và trên cao xuống thì chúng ta nhìn cái guồng nước nó quay tròn cũng khá là đẹp. Và bây giờ Sơn sẽ di chuyển máy bay lên cao hơn một xíu nữa để cho mọi người có thể nhìn được một cách tổng thể hơn nhé. Đó, như các bạn quan sát thấy thì chúng ta có một cái góc quay từ bên trên cao thì chúng ta có thể nhìn được cả những ruộng bậc thang của người đồng bào dân bản ở đây. Và một con suối đang có những cái guồng nước đang chảy, đang quay rất là hay. View cũng khá là đẹp luôn các bạn ạ.